Mazda 2 2022 là mẫu xe hạng B được người dùng Việt Nam đánh giá cao nhờ ngoại hình trẻ trung, mang đậm phong cách thể thao cùng với khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, Mazda 2 hiện thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này. Mẫu xe có cả biến thể sedan và hatchback sport. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mazda 2 Luxury đời 2021 đang được giao bán với mức giá 455 triệu. Người bán cho biết chiếc xe thuộc biến thể Luxury bản giữa sản xuất năm 2021, đăng ký năm 2022. Xe mới lăn bánh hơn một năm đạt 20.000 km, ngoại thất màu xanh. Được biết, giá niêm yết của xe ở thời điểm mua là 559 triệu. Để lăn bánh chiếc xe, chủ sở hữu có thể phải chi khoản tiền lên đến 650 triệu. Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chiếc Mazda 2 Luxury đã mất giá gần 200 triệu. Ở chiều ngược lại, với những người dùng muốn sở hữu một chiếc xe lướt chất lượng, mà không ngại sử dụng xe cũ thì đây lại là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Mazda 2 2022 vẫn tiếp tục trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại vượt thời gian. Xe được trang bị hệ thống đèn pha bi LED với tính năng cân bằng góc chiếu, lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cùng với đó là đường viền chrome được tạo hình signature wing, ăn sâu vào cụm đèn chiếu sáng phía trước. Thay vì những thanh ngang như bản cũ, mặt ca lăng giờ đây sử dụng các họa tiết dạng lưới đan xen. Cải tiến lớn nhất ở khu vực đuôi xe phải kể đến cản sau đã được tinh chỉnh với phần nhựa đen, đèn phản quang hai bên liền mạch, mâm kích thước 16 in. Khoang lái ấn tượng với các chi tiết nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, nhấn mạnh bằng các đường viền nhôm, mang lại một cảm giác hiện đại và trẻ trung. Vô lăng ba chấu bọc da, xoa lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ thông tin vận hành có một số sự khác biệt, với phiên bản Luxury có hai màn hình digital kết hợp cùng đồng hồ analog. Màn hình giải trí 7 inch và điều hòa tự động cũng là những trang bị được cung cấp. Một số tính năng tiện nghi khác có thể kể đến như hệ thống 6 loa, gương chống chói tự động và cảm biến gạt mưa tự động ở ghế bọc da. Mazda 2 2021 sử dụng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh Skyactiv-G công suất 110 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, xe có đầy đủ các tính năng như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi.